Sau đây xin mời quý vị chào đón một nam nghệ sĩ quý vị đã cũng từng xem và nghe rất là nhiều trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh qua các chương trình Vật Trăng Cổ Nhạc Ngân Mãi Chuông Giang. Xin mời quý vị chào đón Trung Vật Dòng Cổ Phùng Ngọc Bảy. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Phùng Ngọc Bảy xin kính chúc gia đình của anh Mười cũng như tất cả toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi tiệc vui hôm nay có một ngày vui và tràn đầy hạnh phúc. Và để liên tục chương trình thì Phùng Ngọc Bảy sẽ dành tặng cho tất cả quý vị thưởng thức một bài tân cổ rất nổi tiếng của Cố Son Dạ, nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Bài tân cổ được mang tên Em Đi Chùa Hương. Xin mời toàn thể quý vị. Được trôn thiên
rồi ai ngả chia tay. Thân dạt nẻo đường đời em đó tôi đây, ngày xa cách biết bao giờ mình tay ngô. Vui sạch u tư ngập ngừng trên lối nhỏ tôi nhìn nằm mồ theo những tiếng chuông chùa. Đêm vô phiền sơ tính giấc liều chạy sương bạc bạc trên đầu cây ngọn cò bước non cách chờ bao ngày tôi nhớ nhung hoài đêm giây hồi chùa hương. Quá dễ thương, giọng hát rất là ngọt ngào, rất là điêu luyện, quá lão luyện luôn. Xin mời xin cảm ơn thắm gia tình của gia đình đã gửi tặng cho chú Bạc Dòng Cổ Phùng Ngọc Bảy những cành lộc thân thương. Xin cảm ơn rất nhiều.